Kính chào quý vị, chúc quý vị có một buổi trưa đầu tuần vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Trong chương trình ngày hôm nay 22 tháng 1, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Đoàn công tác của Đảng và nước đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Trong phần tiêu điểm 60 cộng, mời quý vị cùng tìm hiểu những nỗ lực của hội viên cựu chiến binh trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia đóng góp nhiều phong trào tại huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Thưa quý vị, sáng nay 22 tháng 1, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác Đảng nhà nước đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng các phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng đi với đoàn công tác còn có ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân, người lao động với tổng kinh phí hỗ trợ trợ cấp Tết trên 262 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn nỗ lực đảm bảo các chế độ lương thưởng Tết cho người lao động. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bà Trương Thị Mai đã biểu dương sự nỗ lực của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chăm lo chu đáo, tạo điều kiện cho nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đón Tết đầm ấm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã tặng quà Tết cho 15 hộ nghèo, 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Ngay sau buổi trao tặng quà cho người lao động tại thị xã Phú Mỹ, đoàn công tác của Đảng, nhà nước và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn, cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến viếng dân hương tại đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dân hương, dành một phút tưởng niệm đối với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Sau lễ dân hương, đoàn đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tại nhà mẹ Đường, bà Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của mẹ và chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, đón một cái Tết cổ truyền an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong đó có nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2024, huyện Côn Đảo long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 72 của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Lễ giỗ lần thứ 72 của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu gồm hai phần: phần lễ với các nghi thức truyền thống như múa khai lễ, thỉnh chuông, dân hương, dân lễ tại đền thờ Côn Đảo, viếng phần mộ Võ Thị Sáu. Phần hội gồm nhiều hoạt động như hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Côn Đảo di tích và danh thắng, hội thi ai nhớ nhiều nhất, chương trình nghệ thuật sân khấu hóa. Thông tin chăm lo cho người nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp nối chương trình trưa nay. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa đã vận động quỹ vì người nghèo hơn 1,6 tỷ đồng, vượt 32,75% kế hoạch đề ra. Từ nguồn vận động này, thành phố Bà Rịa đã xây mới, sửa chữa 44 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng, thực hiện 84 mô hình giảm nghèo bền vững với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, mặt trận các cấp thành phố Bà Rịa còn đăng ký thực hiện 63 công trình phần việc với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng.
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền. Thời gian qua, huyện Long Điền đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong năm 2023, huyện Long Điền đã vận động xây dựng sửa chữa 12 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 400 triệu đồng, xây dựng 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền 330 triệu đồng, vận động hơn 2,5 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo. Ngoài ra, huyện Long Điền còn trao tặng hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho 452 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay hơn 14 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Đầu năm 2023, toàn huyện Long Điền có 686 hộ nghèo. Đến cuối năm 2023, giảm còn 144 hộ, chiếm tỷ lệ 0,42% so với tổng số hộ dân trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vừa trao tặng 300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí trao tặng quà đợt này hơn 100 triệu đồng do nhà hảo tâm tài trợ. Chương trình Mẹ đỡ đầu, xuân yêu thương vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức tổ chức. Tại chương trình, 110 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức cá nhân là cha mẹ đỡ đầu trao quà với giá trị từ 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng một trẻ. Chương trình tạo điều kiện để các em đón một cái Tết đầm ấm, sung túc trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Bên cạnh chăm lo cho người nghèo, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động toàn tỉnh. Ghi nhận về hoạt động chăm lo cho người lao động sẽ tiếp nối dòng thông tin. Ban chấp hành công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Nitori Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình tất niên cho người lao động với nhiều hoạt động vui xuân đón Tết ý nghĩa. Tại chương trình, hơn 3.600 người lao động công ty được tham gia nhiều trò chơi vận động, thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui tươi hấp dẫn. Dịp này, người lao động được tham gia bốc thăm trúng thưởng với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng. Đây là năm đầu tiên công ty trách nhiệm hữu hạn Nitori Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình tất niên cho người lao động trước thềm năm mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 2,4 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận của công ty. Xuân gắn kết, Tết sẻ chia, chương trình được tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công dân toàn tỉnh. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như thi đầu bếp thanh niên công dân, trình diễn văn nghệ, gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian Tết. Dịp này, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng 50 phần quà Tết cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, thành phố Vũng Tàu tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp người lao động tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong năm, ngành chức năng của thành phố Vũng Tàu đã giới thiệu giải quyết việc làm tăng thêm cho hơn 3.100 lao động, đạt 112,3% kế hoạch tỉnh và thành phố giao. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Qua đó, gần 1.400 lượt thanh niên được phỏng vấn tại các doanh nghiệp. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 96/2023 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh. Nghị định số 96/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám chữa bệnh về cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng trong khám chữa bệnh, quản lý thiết bị y tế tại cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra, nghị định còn quy định điều kiện bảo đảm cho hoạt động khám chữa bệnh, hướng dẫn các quy định về lộ trình thực hiện, quy định chuyển tiếp liên quan đến giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu ngành y tế thực hiện nghiêm các quy định trong Luật khám chữa bệnh. Cơ sở mắt kính IC Huy Hải, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc phối hợp với thư quán Cao Gia Hòa, Book and Friend tổ chức chương trình tặng kính mắt cho học sinh 8 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Trước đó, cơ sở mắt kính này đã đo độ cho đeo kiểm tra cộng đối với học sinh trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Sau đo khám, 120 học sinh còn được đeo kính để hỗ trợ cho việc học tập. Tổng kinh phí chương trình gần 50 triệu đồng do cơ sở mắt kính IC tài trợ.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Long Phước, thành phố Bà Rịa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Xã Long Phước, thành phố Bà Rịa hiện có gần 2.200 thanh niên. Nhiệm kỳ 2019-2024, hội đã vận động thanh niên xung kích đi đầu trong các phong trào như Tôi yêu Tổ quốc tôi, Thanh niên Long Phước sống đẹp, sống có ích, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Triển khai chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, hội duy trì 3 tổ vay vốn thanh niên. 5 năm qua, hội đã giới thiệu 30 thanh niên vay vốn từ nguồn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số tiền gần 1,5 tỷ đồng để duy trì và mở rộng việc làm. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Long Phước lần thứ 7 đã hiệp thương vào chọn 11 người vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Long Phước nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện dự án 8, dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2022-2030. Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập và ra mắt mô hình tổ truyền thông cộng đồng tại ấp 1. Ấp 1 xã Bảo Lâm có 535 hộ. Đây là ấp có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống và lập nghiệp, với 1/4 dân số của ấp là người dân tộc Chơ Ro, còn lại là các dân tộc Hoa, Mường. Tổ truyền thông cộng đồng ấp 1 được thành lập gồm 9 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Lâm cũng vừa tổ chức giải giao lưu bóng chuyện hơi nữ mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham gia giải có gần 30 vận động viên nữ đến từ 4 đơn vị trong và ngoài địa bàn xã tham gia. Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho nữ cán bộ, hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe. Ủy ban Nhân dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tổ chức hội thi ẩm thực mừng Đảng mừng Xuân 2024. 9 đội thi tổ chức gian hàng ẩm thực chế biến và bán các món ăn, thức uống đa dạng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội thi thu hút gần 1.000 lượt khách tham quan và thưởng thức ẩm thực. Thưa quý vị, trong những năm qua, bên cạnh công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, Hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong cán bộ hội viên. Trong đó nổi bật hơn cả là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, cùng sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của các cấp hội, nhiều cựu chiến binh trong tỉnh đã vượt khó vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Các hội viên cựu chiến binh còn chung tay vì sự phát triển của cộng đồng, đóng góp tiền của xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những nỗ lực của cựu chiến binh tại các địa phương trong tỉnh sẽ là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Nhận thấy địa phương không có sân chơi thể thao cho thanh thiếu niên, với vai trò là hội viên cựu chiến binh, trưởng ban công tác mặt trận ấp, ông Hồ Văn Giải ở ấp 6 xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc đã vận động người dân trên địa bàn cải tạo khu đất trống, đóng góp tiền ngày công lao động để xây dựng khu thể thao. Với số tiền vận động hơn 100 triệu đồng, sau một tháng thi công, sân bóng đá đã hoàn thành. Ông Giải còn vận động hội viên cựu chiến binh và người dân trong ấp ủng hộ hơn 20 triệu đồng, lắp đặt 20 bóng đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài gần 3 km, từ khu vực sân bóng đến Nghĩa Trang, xã Hòa Hội, làm hàng rào xung quanh khu vực Nghĩa Trang. Tuyến đường này không có luôn, không có một bóng đèn. Đa số ai cũng qua cái sự sợ sợ sệt ngay cái điểm này, cho nên từ đó phát sinh ra mình phải bắt cái điện cho con, cho anh em đi làm công nhân, người ta về trên cái tuyến đường này, mà kêu vận động dân, nhất là dân và mình xung quanh về để ủng hộ, giúp đỡ cho bà con để có một cái sân chơi. Thứ nhất là có cái sân chơi, thứ hai là cái cho con em nó đỡ đi xa. Tạm thời mình cứ làm những cái gì trước mắt mình làm được thì mình cứ làm, rồi bắt đầu mình mới làm thêm. Ở đây anh em cũng đoàn kết thống nhất
động viên bà con, vận động hội viên, tất cả hội viên, hội cựu chiến binh và nhân dân trong này chung tay xây dựng đơn vị thành nông thôn mới. Tất cả anh em cũng cố gắng hết. Thì bên đây là công tác tuyên truyền là chính. Từ mô hình thắp sáng đường làng ngõ xóm, người dân tại ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang không còn lo sợ khi đi trên đoạn đường này vào ban đêm. Nhờ sự ủng hộ của người dân, đi đầu là các hội viên cựu chiến binh, 15 trụ đèn điện năng lượng mặt trời được lắp đặt với kinh phí hơn 30 triệu đồng. Thì đúng rồi, hồi xưa thì cái đường này mà nếu mà không có điện thì đi ra nó tối tăm mịt mù, mà bây giờ nếu mà có điện á, coi như là người dân đi thì ra có đường để sáng đi thoải mái. Hội chiến binh đã cho lắp một cái đường điện thì coi như người dân này là cũng cảm ơn. Phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, trở về thời bình dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng những cựu chiến binh vẫn sẵn sàng góp công góp của xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Trong 5 năm qua, các hội viên cựu chiến binh huyện Xuyên Mộc đã hiến hơn 30.000 m2 đất, gần 2.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Hội cựu chiến binh huyện vận động hội viên và nhân dân kéo đường dây điện chiếu sáng hơn 7.300 m và lắp đặt gần 400 trụ đèn chiếu sáng, với kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng. Từ sự đóng góp này, nhiều khu vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần vào thành quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hội cựu chiến binh huyện Xuyên Mộc có hơn 2.200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 13 hội cơ sở, 92 chi hội. Thời gian qua, các cựu chiến binh luôn hăng hái đi đầu tham gia phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Hơn 10 năm trước, cuộc sống của gia đình ông Phạm Văn Đảm ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức gặp rất nhiều khó khăn. Tận dụng nguồn lực đất đai, thức ăn sẵn có, ông Đảm mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi dê. Vốn cần cù lại chịu khó học hỏi, ông dần nắm bắt được kỹ thuật nuôi. Từ 5 đến 6 con dê ban đầu, đàn dê của gia đình ông không ngừng phát triển và luôn duy trì từ 15 đến 20 con, đem lại nguồn thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Cái lúc tôi vào đây là nó vất vả khổ, nhưng các con lại còn nhỏ nữa, nhưng mà hai vợ chồng cũng cố gắng vượt lên rồi là làm kinh tế đến bây giờ thì nói chung là chăn nuôi cộng tác với lại làm vườn, trên là kinh tế đến giờ rồi cũng gọi tạm ổn, gọi thêm thu nhập cho các cháu ăn học. Rời quê hương Thái Bình vào Nam sinh sống, ông Nguyễn Văn Thanh chọn xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức làm quê hương thứ hai. Được sự tiếp sức 30 triệu đồng từ quỹ câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế của Hội cựu chiến binh xã Bộ Chinh, ông Thanh đã đầu tư trồng giống chuối sim và bưởi da xanh. Đến nay, với diện tích gần 5 sào, trung bình mỗi năm ông Thanh thu hoạch 10 tấn bưởi, 50 tấn chuối, lợi nhuận từ 400 đến 500 triệu đồng. Nói chung là cái lúc ban đầu thì tôi về đây lập nghiệp ấy, là mua được mảnh đất rồi, thì là cái đồng vốn nó cũng bị eo hẹp dần đi. Đầu tiên thì tôi cũng không có kinh nghiệm nhiều đâu, nhưng mà sau là tôi vừa làm và vừa rút kinh nghiệm, hiện nay là kinh tế gia đình chúng tôi cũng đã ổn định rồi. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 16.500 hội viên cựu chiến binh. Nhờ thực hiện tốt công tác động viên cán bộ hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, hiện nay toàn tỉnh còn 12 hội viên cựu chiến binh nghèo, tỷ lệ hội viên khá giàu chiếm hơn 60%. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 60 cộng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chương trình thời sự sau.